tôi hiểu quận đó. Đó. Ừ, hồi đó mà lúc mà tao không biết gì chứ mày, tao làm đồ án này móc đâu xong tiêu chuẩn làm không? Đi từ tất cả từ tiêu chuẩn ra chứ không? Đó làm tiêu chuẩn làm không? Tới bắt đầu tới đồ án bê tông bắt đầu mới ngộ ra một chuyện là không tiêu chuẩn coi đọc đi vài chỗ thôi. Cái móng hồi đó làm toàn là vừa sách vỏ phán không không? Tới cái bê tông tao mới đọc cái cuốn của thầy Tăng á, hai cuốn thầy Tăng là tao làm với tao đọc tiêu chuẩn một xíu à. Phải không? Như nó lại đi vô nhậu cảm ơn thầy Tăng, cảm ơn thầy viết sách mà em làm được vậy nha. Có không? Có. Ok. Em là cảm ơn mấy cái trước. Bữa thì báo cáo có con nào vô không? Sao? Ông tha tao mày. Thầy có vô không? Xài cái phòng tôi nghĩ là chỗ này nó gọi tên lên cho ảnh lục hình lý đó.
sợ đó. Không, cái tướng đó mà đem đem đi mà kêu bạn gì làm gương mặt đại diện của nhóm được. Thối sợ luôn. Nó nghĩ sao rồi nó qua đó nó ngủ luôn vậy. Đầu tiên mà tự nhiên máy bán vàng, nhưng mà ATM rút tiền vẫn máy rút vàng. Không mà sao vậy?